Chào mừng các em đã quay trở lại với series video về AutoFit D1. Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em cái tính năng đặc biệt ở trên dòng xe Kia Sorento. Đấy. Thì cũng như trước đây thôi, cái tính năng đặc biệt của nó sẽ phụ thuộc vào cái hộp ECU hoặc là phụ thuộc vào cái tính năng của chiếc máy. Thì tôi sẽ vào thử hộp động cơ của xe này nhé. Rồi, tôi sẽ vào phần tính năng đặc biệt này. Đấy, thì ở tính năng đặc biệt ở hộp động cơ xe này thì chúng ta sẽ có reset lại adaptation value, tức là chúng ta sẽ reset lại các giá trị mà cái hộp đã học đấy. Hoặc là chúng ta có tính năng là read sovin, write vin, vân vân. Thì ví dụ như khi anh em thay thế một cái cổ ga hoặc khi chúng ta vệ sinh cổ ga, thường lắp lại thì xe chúng ta cái nổ ganti nó sẽ cao hơn một chút hoặc là nó không có ổn định, thì chúng ta sẽ cần cái thực hiện tính năng này, reset lại adaptation này này. Đó, là để cho hộp chúng ta học lại cái giá trị ban đầu. Đó. Như vậy thì xe của chúng ta sẽ ổn định lại, chúng ta sẽ trị được cái bệnh òa ga đó. Rồi, has been complete. Ok. Hoặc là khi chúng ta thay thế hộp động cơ của thằng những cái thằng Hyundai Kia thì chúng ta chỉ cần viết là cái số VIN thôi, viết là cái số VIN vào cái hộp động cơ là chúng ta sẽ cài đặt thành công. Đấy. Thì tùy vào từng cái hộp thì chúng ta sẽ có những cái chức năng đặc biệt khác nhau. Ví dụ như tôi sẽ vào cái hộp hộp số tự động này, thì tính năng trong hộp số tự động thì nó cũng sẽ chỉ có là reset lại các giá trị của hộp số tự động thôi. Đó. Reset lại các giá trị áp suất solenoid hay là những cái giá trị vân vân, để cho khi chúng ta sau khi chúng ta sửa chữa số tự động đó, chúng ta sang số nó bị giật, hoặc là nó khi chúng ta bắt đầu di chuyển cảm thấy xe nó hơi khựng thì chúng ta có thể reset này lại để trị những cái bệnh đó. Rồi, hoặc là chúng ta có thể vào hộp body, chúng ta sẽ xem những tính năng đặc biệt của hộp body nó có gì nhé. Đấy. Rồi, chúng ta vào hộp body này. Đấy. Thì tính năng của hộp đặc biệt của hộp body thì nó sẽ có một số cái cấu hình người dùng. Đấy. Cụ thể ví dụ như là anh em muốn bật tắt cái chế độ auto door lock này, là tự động lock cửa khi nào thì chúng ta có thể chỉnh ở đây. Đấy. Chúng ta có thể tắt nó đi, hoặc chúng ta là tự động lóc cửa khi chúng ta vào tay số đó, hoặc là khi xe chạy ở 15 km/h này. Đấy. Hoặc là chúng ta auto door unlock là tự động mở lóc cửa khi nào, là khi chúng ta rút chìa khóa ra hoặc là khi cái tay số về vị trí P, hoặc là chúng ta tắt nó đi đây. Đấy, đây là những cái tính năng. Một số cái tính năng đặc biệt của hộp thì có thể cho anh em đây, tôi sẽ vào thử cái hộp đây. Đây là cái hộp remote này, lắp cửa này. Đó. Special condition này. Code saving, tức là anh em có thể cài đặt được cái remote, cài đặt được cái lốc cửa của xe này. Đó, chúng ta sẽ vào những cái tính năng đặc biệt của cái hộp lốc cửa. Thì tùy vào hộp và tùy vào anh em muốn sử dụng tính năng gì á, thì nó sẽ có những cái cách làm khác nhau. Thì khi anh em làm những cái tính năng cụ thể này thì anh em hãy liên hệ tới phòng kỹ thuật OBD Việt Nam. Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn anh em kỹ hơn để cho giúp công việc dễ dàng và chính xác. À, vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu sơ qua cho các anh em về cái tính năng đặc biệt của máy AutoFit. À, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.